Em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhật Đẹp Lạ nhá. Thì hôm nay là ngày 10 đúng không? 11 tháng 6. Mùng 10 tháng 6 em xin giao lưu với các anh chị, cô chú và các bạn một số sản phẩm shop em mới về như cả nhà. Thì đầu tiên của ngày hôm nay em xin giao lưu với cả nhà đó là một bộ chén xanh Coban nhá. Bộ này bằng pha lê, hàng của Ancroc Pháp nha các bác. Một bộ chén rất là đẹp và xuất sắc luôn, màu xanh nhá. Thì kích thước của bộ này là 11.8 và cao là 5.5 nhá. Chén này nó là chén tròn, các bác mình có thể dùng để ăn cơm hoặc là ăn cháo, ăn súp đều được hết nhá. Ancroc Pháp. Bộ này em có 5 chiếc. Kích thước như nhau và độ mới còn tầm 98% nha các bác. Rất là mới, dường như là chưa sử dụng luôn. Mã 1M của ngày hôm nay em xin giao lưu quát 5 chiếc. Em xin giao lưu với cả nhà giá là 280.000. Các bác chốt cho em mã là 1M theo số điện thoại Zalo 0346774189 nhá. Cực đẹp luôn mà lại có bộ luôn. Mã số 2M của ngày hôm nay em xin lên giao lưu cùng các bác, đó là một chiếc thố ngũ sắc xưa nha. Thì chiếc thố này của em có hình vuông và toàn bộ được vẽ họa tiết vẽ tay nổi cộm luôn như này. Thì đây là hàng xưa nha các bác, nên là những cái nước men nó còn rất là đẹp luôn. Và cái theo cái phong cách xưa vẽ vàng này, bông hoa được sử dụng vàng để vẽ chính diện vào đây một cái ngã hoa như này, rất đẹp, chuẩn xưa luôn. Thì cái này nó bị phai một phai theo thời gian nha các bác, vẽ vàng như này. Thì em xin đo kích thước của thố ạ. Kích thước của thố là size là 10cm và cao của nó không tính nắp là 7 nha các bác. Chiếc thố này các bác mình có thể đựng mứt, đựng hạt, có chuyện ở đấy ạ. Đựng mứt, hạt, chè, đường đều được ạ. Thì chiếc thố này em xin giao lưu các bác giá là 250.000. Các bác chốt cho em mã là 2M theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189. Mã 3M của ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác đó là một chiếc bình hút lọc nha các bác. Chiếc bình hút lọc màu nâu và men chảy như này, rất đẹp luôn, xinh cực kỳ luôn. Các bác mình có thể dùng để làm trưng bày, để bàn làm việc được ạ. Kích thước của nó là 2 và cao của nó là 8.5cm nha các bác. Chiếc bình hút lọc này em xin giao lưu các bác giá 170. Mã là 3M cho em nha. Mã 3M. Mã 4M của ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác đó là một chiếc thố. Chiếc thố ngũ sắc này, đây nha các bác. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Có nắp đậy, trên ở trên vẽ hoa như này nha các bác. Đây, rất là gọi mới, nói chung là chưa phai viền. Kích thước của thố này là size 13 và cao là 8.5 nha các bác. Chiếc thố này em xin giao lưu với các bác giá là 220.000. Mã là 4M. Bác chốt hoặc inbox gọi điện cho em nha, theo số Zalo đây, Zalo hoặc số điện thoại đều được nha. Bị che hết đâu. Không, để nó đây. Đấy, này, đúng không? Ừ. Sao nó lại bị ấy nhỉ? Em để cái này ấy. Rồi, đúng không? Đấy. Để cái bàn xuống luôn xuống tí. Ok rồi, ok. Rồi, mã 5M của ngày hôm nay ạ. Mã 5M. Mã 5M em xin giao lưu các bác một chiếc tô hoa trà vẽ tay nha các bác. Chiếc tô ngũ sắc hoa trà vẽ tay rất đẹp luôn, viền sô-cô-la còn tương đối mới và có chuyện vuông ở đáy nhá. Cái chiếc tô này kích thước của nó là size 14.5 và cao là 7.5 nhá. Chiếc tô này em xin giao lưu bác giá 180.000. Mã là 5M. Bác chốt cho em theo số điện thoại của Zalo 0346774189 ạ. Xin giao lưu cùng các bác đó là một chiếc đèn. Thì chiếc đèn này em cho các bác xem. Đấy, đó này ra. Chiếc đèn này thì ở cái chân của nó, phần chân của nó là bằng đá nha các bác. Bằng đá như này, rất là nặng luôn. Và có bóng, phần bóng này nha các bác. Đây, đấy. Và có còn nguyên cái tem này. Tem thì cái này là 100V, 40W, rất là tiết kiệm điện. Và cần phần trên cái chụp đèn này nó có vẽ những bông hoa hồng màu vàng nha các bác. Rất là đẹp và sang trọng vô cùng luôn. Đấy, cái chụp đèn bác để làm phòng ngủ hoặc là phòng khách cũng đều được nha. Em nghĩ để phòng nào nói chung cũng đều hợp hết. Rất là dáng, rất là kiểu theo phong cách châu Âu nha. Thì cái chụp đèn này kích thước của nó là 25cm ạ. Chiều cao của nó là 35 và cái chân đế của nó là 15 nha các bác. Thì chiếc đèn này em xin giao lưu các bác giá là 1 triệu
450.000. Còn mới như các bác và sử dụng vẫn ok luôn. Rất là đẹp, sang trọng cực kỳ nhá. 1.450.000 mã 6M. Mã 6M. Mã 7 của ngày hôm nay em xin giao lưu các bác đó là một bộ gồm có 4 chiếc đĩa như này nhé các bác. Chiếc đĩa tạo nên những cái đường sóng zig zag rất là đẹp và sang trọng và đơn giản, chỉ là màu trắng sứ. Đấy, dòng của Oregon nhé các bác. Đây, cái dòng rất là cao cấp. Thì chiếc này tạo lên những cái đường sóng sóng lượn như này. Đẹp, đơn giản mà đẹp, các bác trưng đồ ăn ở đây mà mình không cần phải bày nhiều đồ, nhiều tạo kiểu hoa lá ở bên ngoài cho nó. Nó đã có sẵn cái viền rồi, rất đẹp luôn. Thì kích thước của chiếc đĩa này size là 17cm nhá. 4 chiếc đĩa này em xin giao lưu các bác giá là 200.000. Mã là 7M cho em nha. Theo số điện thoại của Zalo 0467 7189. Mã 8M của ngày hôm nay. Mã 8M em xin giao lưu các bác đó là hai chiếc chén có chân nhá. Thì chiếc chén này viền là viền sô-cô-la còn rất là mới. Họa tiết được vẽ hoa xung quanh bên ngoài của chén luôn. Vẽ những bông hoa diên vĩ và hoa trà nữa các bác. Có triện đáy này và có ba chân. Các bác mình có thể làm chén chè hoặc là chén chấm đều được ạ. Kích thước là 9 và cao là 5.5 nhé. Cặp chén này em xin giao lưu các bác giá là 190.000. Các bác chốt cho em mã là 8M. Mã 8M ạ. Mã 9M của ngày hôm nay em giao lưu bác đó là một chiếc nồi bằng thủy tinh nhưng mà nó là hàng của Mỹ nha các bác. Cái chiếc nồi này nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ạ. Các bác mình có thể dùng để đựng cơm, đựng canh hoặc nấu bún, nấu mì, nấu cháo rất là vừa tầm và nấu được trên bếp như bình thường nha các bác nha. Đây ạ. Thì kích thước để em đo kích thước này, made in USA nha. Một chiếc nồi của Mỹ và các bác kích thước dung tích của nó là 950ml các bác. Size là 15 và cao là 7.5 chưa tính nắp nhá. Thì chiếc nồi này em xin giao lưu bác giá là 200. Bác chốt cho em mã là 9M ạ. Để cẩn thận. Mã 9M. Mã 10M của ngày hôm nay em giao lưu với bác đó là một bộ đĩa ngũ sắc như này nhá. Bộ đĩa ngũ sắc đỏ cực đẹp luôn. Đây, bộ này em có được 2 này, 3 này, 5 chiếc nha các bác. Một bộ đĩa phải nói là cực đẹp luôn. Thì rất là ít khi mà có được một bộ đĩa ngũ sắc mà nó lại vẽ đầy đủ họa tiết phun trong lòng như thế này. Các bác mình có thể mua để trưng bày hoặc là sử dụng để đựng đồ ăn và nhân dịp có khách có khứa nhá. Sẽ rất là sang trọng và đẳng cấp luôn. Thì bộ này em có 5 chiếc. Em xin đo kích thước nha. Size của nó là 18.5 và cao của đĩa là size 3cm nữa. Ở phần chính giữa của nó vẽ những một cái bông, bình bông nhá, rất là nhiều họa tiết hoa và xung quanh đối xứng như nhau, tạo thêm một tổng thể rất là hài hòa và có triện đáy nhá. Đấy, 5 chiếc này em xin giao lưu các bác giá 1.250.000, mã là 10M. Các bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại Zalo 0346 7189 nhá. Một bộ đĩa ngũ sắc cực đẹp và hiếm, 1.250.000, viền vàng còn khá là mới. Mã 11M của ngày hôm nay ạ. 11M em xin giao lưu cùng các bác một con trao oan Shino nở hoa nha các bác. Một con trao oan cực đẹp luôn và cái triện của nó đây. Đấy, triện góc này nha các bác. Đấy, rất đẹp luôn. Dòng Shino nở hoa hôm trước có bác mua được một bộ trà của em cũng dòng này. Và đây size của nó là size 13 và cao của nó là 7.5 nha các bác. Cái chiếc trao oan này em xin giao lưu các bác giá là 250.000. Các bác chốt cho em mã số 11M. 11M nha các bác. Chiếc trà hoa này đẹp, sắc nét vô cùng luôn. Vâng, mã 12M em xin giao lưu cùng các bác đó là để em xem có nhảy đồng hồ, nhiều khi nó đầy quá. Mã 12M em xin giao lưu cùng các bác một chiếc thố ngũ sắc xanh. Cái chiếc thố này vẽ họa tiết hoa và bướm ở trên miệng nắp của thố và xung quanh thố luôn nha các bác. Có chuyện ở đấy ạ. Các bác có thể dùng để đựng đồ ăn hoặc mứt kẹo. Tùy. Kích thước của nó là size 14.5 và cao là 6 nha các bác. Chưa tính nắp ạ. Cái thố này em xin giao lưu với các bác giá là 300.000 nhá. Các bác chốt cho em theo số điện thoại 0346 7189 mã 12M. Còn mỗi hút màu.
3M em xin giao lưu các bác một chiếc bình hoa bằng pha lê của Pháp nha các bác. Chiếc bình này do em chưa kịp rửa nên làm ra là nó hơi bên hơi bị bụi bặm tí, nhưng mà rất là đẹp luôn các bác. Dày lắm và rất là nặng nha. Thì chiếc bình này em xin đo kích thước ạ. Màu của nó là màu trắng hồng và những được cắt những sắc nét vô cùng đẹp. Miệng là 5.5 và cao là 17cm nha các bác. Chiếc bình pha lê này em xin giao lưu các bác, giá là 320.000, mã là 13M. Theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 7189 ạ. Mã 14M. Em xin lên một bộ chén ngũ sắc gồm có 5 chiếc nha các bác. Ngũ sắc vẽ hoa xung quanh. Đấy, và có chuyện đáy. Thì bộ này em có được 5 chiếc nha các bác. Kích thước của nó là size 11.5 và cao là 6 nha. Hơi bị bẩn một chút, em sẽ rửa lại cho các bác kia ship cho các bác nha. Để bộ này 14M em xin giao lưu các bác, giá là 750.000, mã là 14M. Các bác chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo đây nha. Mã 15M của ngày hôm nay tiếp theo. Mã 15. 15 em xin lên với các bác đó là một chiếc thố hàng Lam xưa nha. Chiếc thố này là bát giác này. Bát giác như các bác, viền là viền sô cô la và bên ngoài vẽ những bông hoa lam như này. Có chuyện là chìm và chuyện ẩn luôn, những hai chuyện bên trong của đây nha. Hàng này thì hàng xưa nên các bác có thể dùng để đựng trà, đựng đường đều được. Kích thước của nó là 12 và cao là 6 nha, chưa tính nắp. Thì chiếc thố này em xin giao lưu các bác, giá là 130.000, các bác chốt cho em mã là 15M. 15M 130.000. Mã 16M của ngày hôm nay em xin giao lưu cùng các bác đó là một chiếc bình họa tiết vẽ tay dòng Kutani. Và dòng này cũng là một trong một cái loại vẽ bách khoa đấy các bác. Rất là đẹp, nhưng mà nó chỉ vẽ một mặt trước thôi như này thôi ạ. Đây, rất là nhiều loại hoa. Phần này được vẽ gấm nổi lên như này nhỉ. Đấy, vẽ tay rất đẹp luôn. Vẽ một cặp chim đang bay. Đấy, vẽ vàng cũng khá nhiều. Và miệng của nó đây, cho các bác xem. Đấy, miệng của nó còn viền vàng còn rất là đẹp luôn. Đấy, phần mặt sau vẽ thì gần như là gần 2/3 bình nhá. Đây, và có chuyện nhá, chuyện ký của nghệ nhân. Thì chiếc bình này em xin đo kích thước cho các bác xem. Chiếc bình này kích thước của nó miệng là 14cm ạ. Và cao của nó là size 27cm nha các bác. Một chiếc bình khá là cao. Vẽ các loại hoa luôn. Là bách, cũng là bách hoa. Đây. Nhưng mà dòng này thì vẽ ít bách hoa hơn, nó không vẽ full. Nó đơn giản hơn nhưng mà rất là đẹp luôn. Đấy. Thì bụng của nó là size 76 nha các bác. 76 ạ. Thì chiếc bình này em xin giao lưu các bác, giá là 2.450.000 nha các bác. Một chiếc bình khá là to luôn. Dòng Kutani. Đấy, vẽ hoa như này. Chim và hoa rất đẹp luôn. Mã 16M. Trước hoặc gọi điện ra theo Zalo 0346 7189. Ơ, đưa đây cho em. Để em cho đây, cho đây. Mã 17M ngày hôm nay em xin giao lưu cùng các bác đó là một chiếc tô nha các bác. Đây, một chiếc tô nha. Cái chiếc tô này là một chiếc tô ngũ sắc được vẽ bên ngoài viền, toàn bộ họa tiết được vẽ hoa, những hoa lá cỏ cành như này, chuyện là chuyện là xanh chữ vàng nha. Và viền đấy, viền là viền sô cô la, bên trong cũng được vẽ hoa luôn. Thì kích thước của chiếc tô này là size 16cm nha các bác. 16 ạ và cao là 7 ạ. Chiếc tô này em xin giao lưu cả nhà mình là giá là 220.000. Các bác chốt cho em mã là 17M theo số điện thoại hoặc Zalo 0346 7189. Mã 18M của ngày hôm nay em lên giao lưu các bác. Một chiếc bình cổ xưa nha các bác. Thì chiếc bình này nó là dòng xưa. Đây, thì đơn giản là một cái nậm rượu như này thôi ạ. Nhưng rất là sâu tuổi rồi. Nhưng chiếc bình này của em nó có một cái vết răm ở trên miệng như này nha các bác. Đây, vết răm trên miệng như này. Chiếc bình này em sale giá còn 150.000. Các bác chốt cho em mã là 18M theo số điện thoại hoặc Zalo đây nha. Mã 18M. Mã 19M của em ngày hôm nay là một chiếc thố ngũ sắc nha các bác. Một chiếc thố ngũ sắc xanh này. Các bác mình có thể dùng để đựng trà, đựng đường. Ở trong này nó rất là kín nhá. Toàn bộ vẽ được vẽ họa tiết xung quanh như này. Và trên nắp cũng được vẽ viền vàng còn đẹp. Chuyện đây nha các bác. Thì chiếc bình này kích thước của nó là
À quên, chiếc thố này kích thước của nó là miệng là 8cm và cao là 6.5 trên thì chưa tính nắp nhá. Chiếc thố này em xin giao lưu cả nhà mình, giá là 280.000. Các bác chốt cho em theo số điện thoại của Zalo 0346771189 nhá. Mã 20 của ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác, đó là một chiếc bình rượu nha. Một chiếc bình rượu ạ, bằng thủy tinh. Cái chiếc bình này có màu, hai màu, màu xanh và màu trắng nha các bác. Các bác mình có thể dùng để đựng rượu được, rất là xinh. Chiếc này kích thước của nó là size 14.5 và cao là 18cm nha, khoảng nửa lít rượu nha. Chiếc bình này em xin giao lưu cả nhà mình là mã 20M, giá 180.000. Kèm cốc nước đây. Mã 21M em xin giao lưu các bác giá một chiếc sông trầm hàng Pháp Lam nha các bác, đồng Pháp Lam ạ. Một chiếc sông trầm, họa tiết của nó được vẽ những bông hoa đắp nổi ở bên ngoài viền xung quanh của cái chiếc sông trầm này nha các bác. Thì ngoài chất liệu đồng bình thường, sau đó họ sẽ vẽ những cái họa tiết, sử dụng vàng để vẽ những cái bông hoa họa tiết xung quanh như thế này, sau đó họ sẽ tráng men lên nhá, rất là kỳ công luôn. Trên nắp của nó được vẽ hoa văn như thế này, và phần có chuyện đáy là những biểu tượng của rồng vần mây như các bác, có chuyện đáy luôn. Thì chiếc sông trầm này em xin giao lưu các bác giá là 1 triệu, 1 triệu nha các bác, mã là 21M. Mã 22 của ngày hôm nay em xin giao lưu các bác, đó là một bộ gồm có một chiếc tô to bự luôn, ngũ sắc xanh như này. Đây. Và 4 chiếc chén như này nha các bác. Có chuyện đáy đây. Bộ này còn rất là mới luôn. Các bác mình có thể dùng để làm chén chè hoặc là chén là dùng làm chén chấm đều được nha. Và còn nguyên tem ạ. Thì 4 chiếc chén này kích thước của nó là miệng là 9 và cao là 5.5 nha các bác, 4 chiếc chén như này. Khá là đẹp luôn. Đấy, còn rất là mới luôn nhá. Kèm theo là một chiếc tô nha các bác. Một chiếc tô như này. Size to, khá là to luôn. Thì size của nó là size 23 và cao là 8cm nha các bác. Chiếc tô khá là to, các bác thì có thể dùng cơm canh được này. Đấy. Và bộ này em xin giao lưu các bác giá là 890.000. Các bác chốt cho em mã là 22M nhá. 890.000, mã là 22M. Ngũ sắc xanh. Mã 23M của ngày hôm nay em giao lưu cùng các bác, đó là một chiếc đĩa này, là đĩa pha lê xanh nha các bác. Màu xanh lá rất đẹp luôn. Những cái đường cắt cực kỳ là sắc sảo nha. Và chiếc đĩa này kích thước của nó là size 22cm và cao là 4cm nha. Chiếc đĩa này mã 23M em xin giao lưu các bác giá là 190.000. Chốt cho em mã là 23M nha. Mã 24M của ngày hôm nay em xin giao lưu cùng các bác một chiếc đĩa. Chiếc đĩa này là chiếc đĩa cẩm xà cừ nha các bác. Một chiếc đĩa cẩm xà cừ cực đẹp luôn, tạo lên một cái độ xoáy rất là sang trọng. Đây, các bác mình có thể dùng để đựng đồ ăn hoặc là hoa quả trái cây, bàn khách đều được nha. Chiếc đĩa này kích thước của nó là size 24 ạ và cao là 5cm nha các bác. Một chiếc đĩa đây rất đẹp luôn và còn rất là mới. Thì chiếc đĩa này em xin giao lưu các bác giá là 280.000, mã là 24M ạ. Quát chốt hoặc gọi điện cho em theo số Zalo 0346771189 nha. Em xin giao lưu các bác một chiếc đèn. Thì chiếc đèn này là một cái chiếc đèn cổ xưa, hàng bằng chân của nó là bằng đồng nha các bác. Chân bằng đồng. Đây. Cái chiếc đèn này thì sử dụng điện như bình thường nha các bác. Tại vì nó là dòng châu Âu mà. 220V bình thường nhá. Hàng này là hàng của Pháp. Em cho các bác xem này. Để chiếc này là có họa tiết khắc có hình em bé nha các bác, đều bằng đồng hết, rất là nặng luôn nha. Đây, cầm mà muốn oải luôn như này. Đấy, cái này cũng khá là xưa rồi nha các bác. Đây, cái này cũng bằng đồng. Cái này chỉ việc lắp lại. Mặt lại ốc đi anh. Đây, em giao lưu xong cho em giới thiệu cho các bác xong rồi em sẽ lắp lại điện cho các bác xem nha. Đây, thì chiếc này của nó là cái chân của nó và phần thân của nó nha, đây nha. Đầu tiên. Cái này nắp ốc vàng bình thường đúng không?
Đặt nó vào rồi. Đặt vào này hả? Có cái anh kia à. Này à? À, có hai cái này đúng không? Cái này đặt như này. Đấy. Trong tay ra. Đấy, một chiếc đèn chùm như thế. Các bác mình có thể dùng để làm đèn ngủ hoặc là trưng bày trang trí đều được ạ. Nó có cái nấc xoáy vào. Và phần chân của nó là có một em bé bằng đồng hết nha các bác. Rất là nặng luôn. Đấy, thì hình dung ra chiếc dáng đèn là như thế. Sau đó em sẽ lắp lại cho các bác. Lệch rồi. Để sau đây nha. Cái chiếc đèn này em xin giao lưu với cả nhà mình, giá là 1.350.000. Các bác chốt cho em mã là 25M nha. 35M. À quên, 25M nhé các bác, chụp hình chưa? Rồi, bao nhiêu tiền? 1.250.000. Mã 26M của ngày hôm nay. Em xin giao lưu với các bác, đó là một chiếc bình hoa nha. Thì chiếc bình này của em là họa tiết đắp nổi hết nha. Họa tiết vẽ những loại hoa quả này, chùm nho này, dâu này, cam này, hàng của châu Âu nha các bác. Toàn bộ nói chung là mặt trước thôi nha. Đấy, một chiếc bình, dáng bình rất là sang trọng chưa luôn. Dạ, 1250. Đây ạ. Rất đẹp, họa tiết được đắp nổi. Thì em xin đo kích thước ạ. Chiếc bình này kích thước của nó là miệng là 14cm nha. Và cao là 30.5cm nha các bác. Chiếc này vào mụn của nó. Vòng mụn của nó là xa 47 nha. Dáng rất là đẹp luôn. Chiếc bình này em xin giao lưu cả nhà mình, giá là 980.000. Các bác chốt hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại Zalo 0346 77 189 ạ. Mã 27M của ngày hôm nay. 27M nha các bác. Em xin giao lưu với các bác nhà mình, đó là một con chao oan. Cái con này của em đây, cái chuyện của nó này cực đẹp luôn nhá, vô cùng sắc. Và cái thứ hai rất là nặng luôn, bên trong của đáy của nó được xoáy. Đây là những cái đường là mộc, men mộc bình thường nha các bác. Sau đó họ sẽ vẽ và tráng men những cái màu men bóng lên như này. Thì chiếc này kích thước của nó là size 12 và cao của nó là 7 nha các bác. Đây, một chiếc chao oan khá là đẹp luôn và thuộc cái dòng mộc. Đấy, kích thước em đã báo rồi. Thì chiếc này em xin giao lưu các bác nhà mình, giá là 190, mã là 27M. Mã 28M của ngày hôm nay em xin lên giao lưu với các bác, đó là một cặp bình hút lọc nha. Thì cặp bình này được nặn thủ công bằng tay và tạo nên những cái điểm nhấn là móc vào như này nha các bác. Thì mỗi một chiếc bình là một vẻ đẹp riêng. Như chiếc này là giống như là một cái dòng thiên mục các bác, rất là đẹp luôn, giống như kiểu giải ngân hà ấy, rất đẹp, dáng hút lọc như này. Và chiếc bình này cũng thế nhá, men chảy xuống, toàn bộ đều được nặn thủ công hết. Thì chiếc bình này kích thước của nó là 2 miệng 2 và cao là 9. Chiếc này thì kích thước miệng là 3 và cao là 9 luôn. Cặp bình rất đẹp luôn. Mã là 28M, em xin giao lưu các bác giá là 320.000. Mã 28M cặp bình này nhá. Mã 29M của ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác, đó là một chiếc đĩa lam xưa nha các bác. Bao nhiêu tiền? 320.000. Chiếc đĩa lam xưa viền răng cưa nha các bác. Một chiếc đĩa này khá là xưa và sâu tuổi nhá. Thì trên chiếc đĩa này của em có vẽ họa tiết tùng cúc trúc mai nhá. Đấy, và biểu tượng ở phần giữa, chính giữa này của nó một loại hoa mà xung quanh nó biểu tượng giống cái những cái cây quạt nhá, rất đẹp luôn. Và cái thứ hai, men này là cốt, này là cốt xưa nha các bác. Đây, rất là già. Chuyện là chuyện của nó là chuyện chấm như này. Đấy. Và viền răng cưa nó có một cái chấm nhỏ nhỏ lỗ ở đây nha các bác. Đây. Nhỏ xíu thôi nhưng em vẫn phải báo với các bác. Thì chiếc bình này kích thước của nó là size 31.5 và cao của đĩa là 4cm nha. Chiếc đĩa này em xin giao lưu với các bác giá là 550.000. Bình thường một chiếc đĩa như này nếu mà không lỗi một xíu như này thì giá của nó sẽ rơi vào 8-900. Mã là 29M, hàng chuẩn xưa nha các bác. Khá là sâu tuổi rồi nha. Cực kỳ xưa, dành cho những bác mà thích chơi đồ xưa, đồ cổ ấy ạ. Tùng cúc trúc mai chỉ đơn giản là một chiếc đĩa tùng cúc trúc mai, nhưng phải nói là rất là xưa. Và cái thứ hai nữa là dành cho những bác mà mê đồ xưa, đồ cổ ạ. Mã 29M. Mã 30M của ngày hôm nay em
xin lên giao lên với bác. Đó là một chiếc bình rót như này. Ơ, cái này bị ấy rồi. Đúng rồi, anh báo rồi. 550. Một chiếc bình rót mộc như này, các bác mình có thể dùng để làm rót đường, rót trà, rót sữa như này. Mộc men chảy cực kỳ là cộm tay như này nhá. Và có chuyện góc này. Để chiếc bình này bên trong cũng chảy này các bác này. Đẹp không? Các bác mình có thể dùng để làm tấm trà cũng được. Kích thước của nó là 6.5 và cao của nó là 7 cm nha. Một chiếc tấm trà em xin giao lưu các bác giá 150.000, mã là 30M nhá. Mã 31M của ngày hôm nay. Mã 31M. Hôm nay em có một cái bình phải nói là rất là đặc biệt luôn. Thì hôm qua em có giao lưu với các bác một cặp bình cái dòng này rồi. Và hôm nay em có thêm một chiếc bình nữa. Thì chiếc bình này nếu mà nhìn sơ sơ thì các bác sẽ thấy cảm thấy là nó rất là rối mắt. Nhưng mà thực ra nhìn kỹ thì trên chiếc bình này họa tiết của nó được vẽ những cái linh loài động vật ở trong một khu rừng như các bác. Thì đây là gồm có linh dương này. Đấy, linh dương này. Đây là một con cặp bò tót này. Những con linh dương này. Đấy, những con sư tử này. Đấy, đẹp không? Nhìn kỹ là các bác, nói chung là nhìn một lúc khoảng tầm 1 phút là các bác sẽ thấy nha. Còn cái tem của nó đây. Và viền là viền còn nguyên si nhá, viền nâu. Và chuyện đáy nha các bác. Thì chiếc bình này em xin đo kích thước nha. Kích thước của bình là, có thấy hết không anh? Kích thước của bình là miệng là 7.5 và cao của nó là 21cm nha các bác. Cao 21. Và vòng bụng của nó là size 64 nha các bác. Một chiếc bình khá là đẹp luôn. Đấy, vòng bụng 64. Thì chiếc bình này em xin giao lưu cả nhà mình giá là 1.1.000 nha. Bác chốt cho em mã là 31M theo số điện thoại của Zalo 0346771189 ạ. Chiếc bình phải nói cốt cực kỳ là dày và nặng. Mã 32M. 32M nhé. 32M em xin giao lưu với các bác đó là một chiếc đĩa xưa viền răng cưa nhé. Thì chiếc đĩa này của em là phải nói là cực kỳ chuẩn xưa rồi. Nó có vẽ một con chim phượng hoàng, biểu tượng của hoàng gia, và cực kỳ đang sải rộng cánh bay rất đẹp luôn. Và cái dáng bay cực kỳ đẳng cấp nha. Đây, và bên cạnh là những bông hoa mẫu đơn, hoa cúc rất đẹp. Và viền của nó là viền rong cưa nhá. Đây, và có một cái chấm nhỏ ở góc này cho các bác xem. Phần mặt sau ở đây ạ. Cốt rất là nặng nha các bác. Đấy. Đấy, sẽ nghe rất là vang, thanh và vang. Size là 31 ạ. Và cao của nó là size 3.5 nha các bác. Thì chiếc đĩa này có một cái chấm ở đấy và góc này nữa nha các bác. Đây, có một thêm cái điểm đây. Thì chiếc này em xin giao lưu các bác nhà mình dành cho những bác mà mê đồ xưa và đồ cổ. Đấy, chiếc này nó có những cái đường lỗi men như thế và có cái vết theo thời gian nha các bác. Vết chảy theo thời gian thì chiếc này khá là sâu tuổi rồi. Em xin giao lưu các bác giá chiếc này giá là 750.000, mã là 32M. Các bác chốt hoặc gọi điện cho em theo số Zalo 0346771189 ạ. Mã 33M của ngày hôm nay em xin giao lưu cùng các bác đó là một cặp cặp bình nhá. Thì cặp bình này em mới vừa về được đến đây. Hôm trước thì em có bán một cặp mà nhỏ hơn cặp bình này. Đây. Trước. Cặp bình này thì kích thước hai bình nó khác, nó bằng nhau nhưng mà cái đời thì nó lại hơi khác nhau, chênh nhau hơn một chút. Thì đầu tiên em xin nói về chiếc bình này. Thì chiếc bình này của em toàn bộ họa tiết đều được vẽ nổi, vẽ vàng, sử dụng vàng để vẽ nổi nha. Và chiếc bình này nó dòng tầm thế kỷ thứ 18 nha các bác. Tuổi thọ của nó khoảng tầm hơn 200 năm rồi. Đừng có quay vào trong kia quá, quay ra đây này. Đấy. Đây là cái đế của nó nha các bác. Nó có những cái phai theo thời gian rồi, và những cái đường men dạn đây các bác. Những cái viền vàng nó đã phai rồi. Nhưng mà đây là tích Phật A-la-hán và các vị Bồ-Tát nha. Đây, vẽ full hết bình luôn. Vẽ cảnh núi này, núi non, sơn thủy hữu tình, và cái thứ hai chim chóc này. Đấy, cây toàn bộ họa tiết đều được vẽ nổi hết nha các bác. Còn nếu những các bác mà chơi những cái dòng mà cao hơn một chút, đó là dòng Meiji á, thì nó sẽ nổi hẳn lên. Những chiếc bình như này là sờ cực kỳ là cộm tay rồi. Và cái thứ hai phần trung tâm của nó đây nha các bác. Đấy, Phật Bồ Tát và A-la-hán này. Và đây phần trên này của em, cái đường men dạn.
khá là sâu tuổi nha các bác. Chiếc bình này khá là sâu tuổi rồi. Đây. Đấy. Này nổi hết lên nha. Và phần miệng của nó đây, những cái đường men dạn và những cái viền phai như này, phai vàng như này. Đấy. Và còn chiếc bình này thì đời của nó là đời đầu khoảng đầu của thế kỷ 19 nha các bác. Đây, chiếc bình này. Trên này của nó là xanh coban nha các bác. Vẽ thêm xanh coban. Nó là cái dòng sau của của chiếc bình kia. Nhưng mà về kích thước thì hai chiếc bình như nhau. Còn vẽ tích này là tích cũng là tích La Hán và các vị Bồ Tát luôn nha. Đây. Đấy. Cho các bác xem mà ngắm. Cùng em ngắm chuyện. Đấy. Rất là đẹp luôn. Nó có một cái chấm nhỏ nhỏ xíu ở góc này thôi các bác nha. Một chấm xíu thôi. Đây trên miệng của nó như này. Đấy, nó cũng có phai và viền vàng theo thời gian. Nhưng mà cái lớp men của nó được làm vào cái thời sau lên nó sẽ bóng hơn một chút nha các bác. Nó sẽ có độ bóng nha. Còn chiếc bình kia thì nó sẽ không có độ bóng bởi vì nó sâu tuổi hơn. Đấy thì về cặp này em xin đo kích thước cho các bác xem ạ. Chiếc bình này kích thước của nó là 10cm. Và cao của chiếc bình này là size 33cm nha các bác. 33cm. Và vòng bụng của nó size là 62cm nha các bác. Một cặp bình khá là đẹp. Và cái thứ hai là chiếc bình này thì em nói thẳng với các bác là nó sâu tuổi hơn chiếc bình này nha. Nhưng mà để mà các bác trưng lên là tạo thành một cái tổng thể rất là đẹp luôn. Nhờ những cái dòng này nó rất là xưa rồi. Nên là độ mới của nó sẽ không được cao. Nhưng mà người ta trưng mình cũng vẫn rất là giữ gìn ạ. Đấy. Thì cặp này em xin giao lưu với các bác giá là 12.500.000. Các bác chốt cho em mã là 33M nhá. 12.500.000 nha các bác. Còn mà bình thường như hôm trước em có lai một chiếc bình size khoảng tầm 25. Mà em đã bán ra giá tầm 4.500.000 rồi. Vâng. Chiếc bình này cao hơn và cái bụng của nó rất là to. Chứ nó không nhỏ như cái chiếc bình hôm nọ ạ. Đây. Nét vẽ tay cực kì đẹp luôn. Xuất sắc nha các bác. Đẳng cấp luôn. Mã là 33M nhá. Mã 34 của ngày hôm nay em xin giao lưu cùng các bác đó là một bộ gồm có đâu rồi? Đi đến rồi. Đây. Một bộ đấy anh xoay chuẩn chưa? Căng chuẩn chưa? Rồi ok rồi. Rồi ok. Một bộ gồm có 4 chiếc chén như này bằng pha lê và nó có 4 màu như các bác. 4 màu rất đẹp luôn. Màu hồng, màu tím, màu vàng và màu nâu. 4 chiếc như này nhá. Các bác mình có thể làm dùng để làm chén chấm hoặc chén chè đều được, hoặc là đựng hạt các thứ đều được. Và em có thêm một chiếc giày thủy tinh bằng có họa tiết chiếc giày Giáng sinh các bác, có họa tiết vẽ trên này là ông già Noel nha, đang cưỡi tuần lộc như này. Đấy. Các bác mình có thể dùng để cắm hoa xinh cực kỳ luôn, để bàn ăn các thứ nha. Để chiếc này chiếc giày này kích thước của nó là miệng là 7 và cao là 13, còn 4 chiếc chén này kích thước là 10 và cao là 6 nhá. Thì bộ 4 chén này và một chiếc giày như này em xin giao lưu với các bác giá là 220.000. Các bác chốt cho em mã là 34M theo số điện thoại hoặc Zalo 0346773089 nhá. Mã là 34M. Mã 35M của ngày hôm nay. Em xin giao lưu cùng các bác đó là một chiếc chawan nha các bác. Thì con chiếc chawan này nó có số seri là 1233. Chiếc chawan này một chiếc nặng tay và có số lượng nha các bác, chứ nó không phải là sản xuất đại trà. Và cái dòng này nó là dòng mộc đá sino nha các bác. Đây, bên trong và bên ngoài rất là cộm tay. Chiếc này kích thước của nó là size 11 và cao là 6cm ạ. Thì chiếc chawan này em xin giao lưu các bác giá là 180.000. Mã là 35M. Bác chốt cho em theo số điện thoại của Zalo 0346773089 ạ. Mã 36M của ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác đó là một chiếc đĩa ngựa. Một chiếc đĩa có họa tiết hình con ngựa vẽ tay nha các bác. Và chiếc đĩa này khá là xưa rồi, nhỏ, nhưng các bác mình có thể cho lên đĩa tranh, giá đĩa tranh nhỏ để trưng nha. Size là 13 và họa tiết vẽ một chú ngựa đang rất là buồn và trầm tư nha, sâu lắng vô cùng luôn. Chú ngựa cực đẹp nha, cái đuôi cũng đẹp và những nét vẽ cực kỳ là phải là có hồn luôn nha. Mã của nó là 36M, em xin giao lưu các bác giá 180.000. Mã 36M. Mã 37M ngày hôm nay em xin giao lưu cùng
Mã 37 mời em xin giao lưu cùng với các bác. Nhà mình đó là một chiếc tô ngũ sắc. Chiếc này là tô lục giác các bác. Thì bên ngoài được vẽ phun hoa như này, ngũ sắc xanh, có chuyện đáy. Và vẽ hoa sờ rất là cộn tay, được vẽ tay hết ạ. Bên trong của nó cũng được vẽ hoa nha các bác. Kích thước của tô là size 18 và cao là 6 nha. Chiếc tô này mã 37M em xin giao lưu các bác giá là 320.000. Mã 37M bác chốt cho em số điện thoại Zalo 0346 7189 ạ. Mã 38 màu của ngày hôm nay. Em lên giao lưu các bác đó một chiếc bình hút lộc xanh coban được vẽ hoa cúc. Đây, rất là xinh nhỉ. Chiếc bình này hơi bẩn một chút thôi. Để em lau lại. Có chuyện vàng đáy nha. Chiếc này các bác mình có thể trưng để bàn rất là xinh và làm việc phòng ngủ đều được nhá. Miệng là 3 và cao là 12. Viền vàng còn mới nha các bác. Chiếc bình này em xin giao lưu các bác giá là 170.000, mã là 38M nha. Các bác mình gọi điện hoặc chốt đơn cho em theo số điện thoại và Zalo số chị đây nha. Mã 39M của ngày hôm nay. Mã 39M. Đây, một chiếc bình Kutani nha các bác. Chiếc bình này thì dòng khá là xưa rồi. Được họa vẽ họa tiết vẽ tay như này. Em cho các bác xem những vẽ một cặp chim công như này nhá. Những cái cánh chim toàn bộ họa tiết đều được vẽ nổi, những cái nét vẽ rất là cộm nha các bác. Đây, nhìn rất là đẹp. Đấy, và toàn bộ những cái nét vẽ mực, mấy cái thứ men ngày xưa nói chung là để bao nhiêu năm rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là đẹp luôn. Đấy, cây cối hoa mẫu đơn này, các loại hoa và viền của nó trên miệng của nó được vẽ vàng nha các bác. Đấy, men là men dạn này. Thì chiếc bình này của em có một xíu là lỗi men, có đường cái đường nhỏ xíu ở đây nữa bác, có nghĩa là nhìn kỹ thì mới thấy. Thì chiếc bình này em xin đo kích thước để bác xem nha. Kích thước của bình là 10 cm và cao là 20. Vòng bụng của nó là size vòng bụng là 58 cm nha các bác. Chiếc bình này nếu như mà không lỗi lầm gì thì em sẽ bán giá khoảng tầm 1.400.000 và 1.300.000, nhưng mà nó một xíu cái lỗi men đấy nên em sell giá còn là 850.000. Các bác chốt cho em mã là 39M theo số điện thoại hoặc Zalo. Các bác nhớ giúp em đây là một chiếc bình Kutani xưa nhá, nhưng xưa nó không phải là dòng tân thời nhá, nên giá của nó sẽ khác với những cái dòng tân thời bây giờ nhá các bác. Đây, những cái đường men dạn và cái chuyện của nó đây. Đấy, nó là dòng xưa nhá các bác, khá là sâu tuổi rồi ạ. Đấy, chứ không phải là dòng tân thời, nên giá em sell như thế một chiếc bình Kutani xưa khá là giá khá là ok luôn ạ. Ơ, sao nó không vào nữa nhỉ. Mã 39M ạ. Mã 40M của ngày hôm nay em giao lưu các bác đó là một cặp chén. Thì cặp chén này của em nó có một chiếc bị tóc như này, và có một chiếc thì là nguyên, các bác mình có thể dùng làm chén rượu hoặc chén chè. Vẽ họa tiết xung quanh là những họa tiết của đại dương như các bác, nghêu sò ốc hến này. Và toàn bộ họa tiết đều được vẽ nổi hết nhá, hàng mộc rất đẹp luôn. Cái cặp chén này kích thước của nó là size 7.5 miệng và cao là 5.5 nhé các bác. Cặp chén này các bác mình có thể dùng để trưng bày hoặc là mình có thể dùng để uống trà thì sẽ rất là ngon luôn ạ. Thật sự luôn, nó rất là đẹp. Đấy, và mã là 40M. Em xin giao lưu các bác giá là 150.000, mã là 40M nhé các bác. 40M. 41M của ngày hôm nay em giao lưu với các bác nhà mình một chiếc tô lục giác ngũ sắc xanh nha các bác. Đây, chuyện vàng nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Và toàn bộ họa tiết đều được vẽ tay rất đẹp, xuất sắc luôn, hoa mẫu đơn nha. Vẽ full qua xung quanh luôn. Và bên trong cũng được vẽ hoa nha. Thì chiếc tô này kích thước của em là size 18.5 và cao là 6 nhá. Chiếc tô này em xin giao lưu các bác tặng nhà mình giá là 320.000. Mã là 41K, chiếc tô này còn khá là mới luôn. Mã là 41M nhá. Khổ ghê luôn. Cái này toàn nhầm mã nhỉ. Mã 42M của ngày hôm nay em xin giao lưu các bác đó là một bộ ly pha lê nha. Cái bộ này em có 3 ly pha lê để uống rượu. Đây như này. Và có thêm một chiếc ly đặc biệt như này các bác, ly chân cao để uống rượu nho hoặc là rượu vang nha. Thì bộ này chiếc ly này kích thước của nó là 8 cm và cao là 11.5 nha các bác. 3 chiếc ly, miệng là 8 và 11.5, pha lê của Nhật. Và chiếc ly cao này kích thước của nó là 5
và cao của nó là 15.5 nhá. Thì bộ 4 chiếc này là em xin giao lưu các bác nhà mình, giá là 180.000. Các bác chốt cho em mã là 42M. Theo số điện thoại Zalo 0346774189 nhá. Mã 42M ạ. Mã 43M của ngày hôm nay em xin giao lưu của các bác một chiếc bình xanh coban cực xuất sắc luôn. Chiếc bình này khá là đẹp nha. Toàn bộ họa tiết hoa lá cỏ cành, hoa lá đều được vẽ vàng. Đây, rất đẹp luôn. Viền vàng còn khá là mới. Đấy. Và có chuyện đáy nha các bác. Viền vàng trên này còn mới lắm. Để chiếc bình này em xin đo kích thước cho các bác xem. Kích thước của bình là miệng là 10 và cao của bình là size 28 cm. Vòng mụn của nó là size 50 nha các bác. Một chiếc bình cao, các bác mình có thể cắm hoa hoặc trưng dáng không cũng rất là đẹp luôn nhá. Những nét vẽ được nhấn bởi những chiếc lá được vẽ vàng lên rất là có hồn. Và chiếc bình này em xin giao lưu các bác nhà mình, giá là 990.000, mã là 43M. 43M nha các bác. Các bác chốt hoặc gọi điện cho em theo số Zalo 0346774189 nhá. 44M của ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác, đó là một chiếc tô nha. Thì chiếc tô này là một chiếc tô ngũ sắc và size của nó là một cái size khủng nha các bác. Cái chiếc tô này của em size là 27 cm nha các bác. Chiếc tô size khá là bự luôn và cao là 8 cm ạ. Được vẽ họa tiết hoa ngũ sắc, những bông hoa đào, hoa mẫu đơn, hoa cúc. Đấy. Vẽ tay hết nha các bác. Và xung quanh của nó cũng được vẽ này, chim và hoa. Đấy, các bác mình có thể dùng để chiếc tô này để dùng để đựng cơm, đựng canh này, hoặc đựng những đồ ăn mà có khách có khứa mình lôi ra mình cần sử dụng, rất là sang trọng và đặc biệt là nhìn nó rất là đẳng cấp nha các bác. Đấy, chiếc tô này em xin giao lưu các bác nhà mình, giá là 1.050.000, mã là 44M. Thường thường là những cái chiếc tô này của bọn em mà đấu mà nhập từ bên Nhật về á, tiền thuế má thứ, rồi tiền phí vận chuyển các kiểu nội địa và ship quốc tế, giá rất là cao, mà em giao lưu các bác giá 1.050.000. Những bác chơi ngũ sắc là các bác biết rồi nha, giá rất là ok ạ. Mã là 44M. Chốt cho em theo số điện thoại của Zalo 0346774189 nhá. Mã 45M của ngày hôm nay, 45M em xin giao lưu với các bác, đó là một chiếc tô. Thì chiếc tô này của em thì có được khắc nổi những họa tiết những bông hoa cúc nha các bác, rất là đẹp luôn. Và của nó bằng pha lê đá nha các bác, một chiếc tô cực kỳ là dày và nặng nha. Chiếc tô này của em kích thước của nó là 19 cm và cao của nó 8. Những bông hoa được đắp nổi như này rất là đẹp, các bác mình có thể dùng để đựng cơm đựng canh nha. Và mã là 45M, giá là 180.000. Chốt hoặc gọi điện cho em theo số Zalo đây nha. Mã 46M của ngày hôm nay. Tiếp theo là mã 46M. Này, 46M, em giao lưu với các bác nhà mình một chiếc bình Kutani nha. Thì chiếc bình này của em nó là men dạ viền vàng và được toàn bộ được họa tiết vẽ vàng hết nha các bác. Đây, mực vẽ tay đây và vẽ một cặp một đây là một chú chim công nha, bên cạnh hoa mẫu đơn. Đấy, đang xòe cánh rất là đẹp luôn và rất là có hồn, có chuyện đáy nha. Men dạn nha các bác, vẽ gần như là 2/3 bình. Thì chiếc bình này kích thước của nó là size miệng là 6 và cao là 20. Các bác mình có thể dùng để bàn hoặc là trưng bàn làm việc, phòng khách đều được. Rất là sang trọng và cái tông màu đỏ rất là may mắn. Thì chiếc bình này kích thước của nó vòng bụng là 34 cm nha. Chiếc bình khá đẹp luôn. Chiếc bình này em xin giao lưu các bác giá là 780.000, mã là 46M. Các bác chốt hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Con gì bay vào. Mã 47M ngày hôm nay em xin giao lưu các bác một chiếc bình.
Thì chiếc bình này các bác mình có thể dùng để đựng đồ, những đồ gia vị chấm, nước mắm này, xì dầu, nước tương, hay là các bác mình có thể dùng để rót sữa, rót đường gì đấy. Rót đường thì không được, đường thì cũng không nên, để sữa thôi ạ. Đấy, chiếc bình này được vẽ vàng chú bướm như này. Trên nắp cũng vẽ nhé, còn rất là mới luôn. Chiếc bình này thì em xin giao lưu các bác giá là 170.000, mã là 47M. Các bác chốt hoặc gọi điện cho em theo số Zalo này nhé. Mã 48M của ngày hôm nay. Mã 48. Em xin giao lưu với các bác một hai chiếc bình cắm hoa mini rất là xinh nha, dành cho những bác thích trưng những cái đồ mini như này nhé. Toàn bộ đều là mộc nhưng mà được là làm rất là đẹp luôn. Đấy, rất là tỉ mỉ. Một chiếc bình cao, một chiếc bình tròn như này. Một chiếc bình kích thước của nó là miệng là 3 và cao là 9, và chiếc bình này miệng là 5 và cao là 7 nha các bác. Thì cặp này em xin giao lưu các bác giá là 250.000. Một cặp bình mộc cực đẹp luôn ạ. Đấy, có chuyện nha, có chuyện đấy. Mã là 48M. Mã 48M ạ. Mã 49M của ngày hôm nay. Em xin giao lưu cùng các bác đó là một chiếc bình hoa Cutani nha. Thì toàn bộ chiếc bình này nó là dáng cao, họa tiết đều được vẽ vàng hết nha các bác. Sử dụng vàng để vẽ. Đây các bác nhìn này, kể cả là những con công cho đến những bông hoa mẫu đơn và hoa đào. Đấy, đẹp không? Trên phần miệng bình cũng được vẽ bông hoa mẫu đơn chính diện đây nha. Đấy, vẽ một nửa bình và chuyện đỏ viền vàng lên nha các bác. Men nằm men dạng. Đấy, một chiếc bình khá đẹp và kích thước vừa xinh, nhỏ nhắn xinh. Kích thước miệng là 8 và cao của nó là 27cm nha các bác. Chiếc bình này em xin giao lưu các bác nhà mình giá là 780.000, mã là 49M. Một chiếc bình mà được sử dụng vàng để vẽ như này, trên những đường men dạng như này, sờ rất là cộn tay. Mới giá mấy trăm nghìn như này, phải nói là em giao lưu cái giá cực kỳ tốt cho các bác, để các bác về sưu tầm được những cái đồ đẹp. Và cái thứ hai là nhiều khi mình cần mua những cái bình size mà vừa vặn như này, mình để bàn nọ, bàn ăn hay là bàn làm việc, hay là bàn khách nhỏ nhỏ xinh xinh ạ. Đấy, đấy, mã là 49M nha các bác. 49M. Mã 50M của ngày hôm nay. Em xin giao lưu với các bác đó là một chiếc tô ngũ sắc nha. Chiếc tô ngũ sắc hàng xưa có chuyện đáy, viền là viền sô-cô-la. Thì chiếc tô này của em có một cái chấm nhỏ như nốt ruồi nhỏ góc đây các bác này, nhìn kỹ mới thấy nha. Thì các bác sử dụng vẫn ok luôn. Thì chiếc tô này kích thước của nó là size 15cm và cao là 6. Chiếc tô này em xin giao lưu các bác giá là 150.000, mã là 50M nha. 50M các bác chốt hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346771189 ạ. Mã 51M của ngày hôm nay em xin giao lưu của hai chiếc bình mini cực kỳ xinh. Hôm nay toàn đồ mini xinh cực ạ. Hàng mộc nhưng mà được vẽ tay rất đẹp luôn. Và cái chiếc bình này được khắc, toàn bộ khắc thủ công hết nha các bác. Những chiếc bình to làm đã khó rồi, nhưng mà những chiếc bình nhỏ này để mà làm nên những cái họa tiết được khắc như này rất là kỳ công luôn nha các bác. Đấy, chứ không phải là nhỏ mà lại dễ đâu ạ. Nhỏ mà lại rất là khó luôn. Chiếc bình này kích thước của nó là 3.5 ạ. Và cao của nó có 6 thôi. Chiếc bình này thì kích thước của nó là size 5 luôn. Và cao cũng 6 nha các bác. Thì cặp bình này em xin giao lưu các bác nhà mình giá là 220.000, mã là 51M. Các bác mình có cắm hoa mini xinh cũng được, không để không trên dáng vậy cũng đẹp trên mấy cái kệ ấy các bác. Nhiều khi cần không có. Mã 51M. Mã 52M của ngày hôm nay. Mã 52M, em xin giao lưu các bác một cái chiếc sâm trầm nha các bác. Thì chiếc sâm trầm này là sâm trầm mini, các bác mình có thể thả trầm vào đây mà mình sâm tốt như bình thường thôi. Chiếc sâm trầm khá đẹp. Và cái thứ hai, kích thước của nó là miệng là 4 và cao của nó là có 4.5 nha các bác. Chiếc sâm trầm mini phải nói cực đẹp luôn. Dễ thương lắm ạ. Chiếc sâm trầm này em xin giao lưu các bác nhà mình giá là 220.000, mã là 52M. Các bác chốt hoặc gọi điện cho em 220.000. 22M nha các bác. Hôm nay toàn đồ mini thôi. Một chiếc bình này là một chiếc bình mộc men đá Sino nha các bác. Đây thì dòng đá Sino này nó có một cái đặc điểm là toàn bộ họa tiết đều được làm bằng gốm đá. Và cái thứ hai là họa tiết nó được làm thủ công, sau đó vẽ họa tiết một cái cách rất là ẩn dụ nha các bác. Đây, chiếc bình như này.
Đấy, có những cái họa tiết bên trong, nhưng mà các càng ngắm càng nhìn nó mới có nhìn thấy những cái họa tiết. Như ở trong này là vẽ một một cặp, nói chung là một cặp, đây là một con khỉ này, ở bên này một con khỉ khỉ mẹ nó to lớn hơn đấy, đang nắm tay nhau đấy. Nhìn kỹ thì mình mới thấy được cái họa tiết của nó, còn nếu mà nhìn sơ sơ thì các bác nhìn nó cũng vẫn chưa rõ ra hình gì là chuyện của nó đây nha các bác. Thì chiếc bình này đây ạ, chiếc bình này các bác mình có thể dùng để trưng bày hoặc là cắm hoa đều được. Kích thước của nó là miệng là 7 và cao của nó là 15 cm nha các bác. Chiếc bình này em xin giao lưu các bác, nhà mình giá là 350.000, mã là 53. 350.000 mã là 53 nha các bác. Mã 54 của ngày hôm nay em xin giao lưu các bác một chiếc chuông hàng Âu nha các bác, của Canada nha. Chiếc chuông xứ xương hàng Âu của Canada. Các bác mình có thể trưng hoặc là dùng để phòng ăn các bác, mỗi lần ăn này mình dùng như này rất là đẹp luôn. Và cái thứ hai là chuông vang cực kỳ nha, xứ xương. Và chiếc chuông này em xin giao lưu cả nhà mình giá là 180.000, mã là 54M ạ. 180.000. Mã 55M của ngày hôm nay em xin giao lưu các bác một chiếc hũ đựng tăm có hình con ngựa nha các bác. Đấy, để đựng tăm hàng mộc. Đấy, chiếc con ngựa này em xin giao lưu giá là 90.000, mã là 55M nữa. Mã 56 của ngày hôm nay, mã 56 của ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác. Đây, em xin em giao lưu cùng các bác một chiếc bình này. Đây ạ, một chiếc bình dáng rất là lạ luôn. Và chiếc bình này nó là hàng China xưa nha các bác. Đây, toàn bộ họa tiết trên chiếc bình này đều được vẽ tay và vẽ những cái họa tiết những cái con bò đây, rất là đẹp luôn ạ. Vẽ những câu thư pháp, nói chung là những bác mà chơi đồ xưa và đặc biệt là hàng China xưa thì các bác mới hiểu, chứ còn thực sự là nói thực sự với các bác là em không chuyên về mấy cái đằng xưa này, nên đâm ra là em còn đang phải, nói chung là phải tìm hiểu. Đấy, vẽ một xung quanh phun của bình, họa tiết phun luôn đấy các bác, và những câu thư pháp như thế này. Đấy, và mỗi một hình như này đều có một triện ký của nghệ nhân nha các bác. Một bài thơ đều có một được một nghệ nhân viết nha các bác. Đây, chiếc bình này không phải là một nghệ nhân làm được, mà rất là nhiều nghệ nhân mới tạo lên làm nên một chiếc bình như này nha các bác. Và có triện đáy đây. Đấy, chiếc bình này. Và trên miệng của nó đây ạ. Đây, chuẩn xưa luôn nha các bác. Đấy, thì em xin đo kích thước nha. Chiếc bình này kích thước của em là miệng là 21 và cao là 23 nha các bác. Cao 23 và vòng bụng của nó, em xin đo vòng bụng. Chiếc này vòng bụng của nó là size 65 cm nha các bác. Chiếc bình này em xin giao lưu các bác giá là theo nói chung là em để cho các bác giá giao lưu để các bác mình về có thể ngắm hoặc là mình có thể tìm hiểu giải đáp ra những cái câu chữ thư pháp của nội dung của cái chiếc bình này nha. Đây, thì em xin giao lưu các bác giá là 980.000, mã là 56M. Các bác chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346771189 nhá. Mã là 56M ạ. Mã 57 ngày hôm nay. 57 ạ. Em giao lưu với các bác một set trà mộc nhá, một set trà mộc. Thì set trà này các bác mình có thể dùng để uống trà hoặc cà phê, cực kỳ là đẹp. Đấy, thì chiếc set trà này nhìn thì đơn giản, nhưng mà mỗi một chiếc đĩa hay là một chiếc chiếc tách này đều được cắt gọt những cái họa tiết khắc chìm như các bác. Đây này, được cắt gọt, nói chung là hàng mộc. Nếu như các bác nào yêu trà đạo hoặc là những cái thích những cái vẻ đẹp mộc mạc đơn sơ á, phải nói là họ làm rất là kỳ công. Nếu mà mình nhìn thì mình thấy nó đơn giản, nhưng mà để làm được một set trà như này phải nói là mất bao nhiêu công sức. Đấy, và cái thứ hai bên trong là men chảy ra nha các bác. Men chảy này, rất đẹp luôn, xuất sắc. Thì em xin đo kích thước cho các bác xem nha. Duy nhất có một set thôi ạ. Kích thước của nó là 6, miệng là 6 và cao là 5. Còn chiếc đĩa kích thước của nó là 12 cm nha. Set này em xin giao lưu các bác nhà mình giá là 150.000, mã là 57M. Các bác chốt hoặc gọi điện cho em theo số Zalo 0346771189 ạ. Mã 58M của ngày hôm nay em xin giao lưu các bác một chiếc bình trà và khảm cừ nha bác. Bộ này là bộ khảm cừ này. Em có một chiếc bình trà và ba set trà khảm cừ như này nha các bác. Đây, ba set ạ.
màu xanh vàng, được vẽ vàng. Thì chiếc bình này dung tích tầm khoảng 350ml đến 400ml nhé các bác. Xét trà, đầu tiên là xét trà được vẽ khảm từ rất là đẹp luôn nhé, vẽ vàng rất là nhiều. Đấy, thì viền vàng còn mới, kích thước của nó là size tại 6.5 miệng và cao là 6 nhé các bác. Chiếc đĩa lót kích thước là 13, còn chiếc bình này rơi vào tầm khoảng 19cm nhé các bác. Thì bộ này em xin, do nó có 3 xét trà nên em xin giao lưu các bác nhà mình giá là 420.000, mã là 58M nhé các bác, mã 58M. Mất chốt cho em hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại Zalo 0346 77 189 ạ. Mã 59M của ngày hôm nay ạ. Mã 59M em xin giao lưu với các bác, đó là một chiếc đĩa già xưa viền răng cưa nha các bác. Thì hàng này là phải nói là khá là sâu tuổi rồi, có vẽ những họa tiết chim hoa như này, đơn giản, và viền của nó là viền răng cưa. Và những bác mà chơi đồ xưa đồ cổ ấy, chắc chắn là những cái dòng xưa viền răng cưa như này, các biết bác biết là tuổi của nó rất là sâu tuổi rồi và chuẩn xưa nha các bác. Đây, cốt cực kỳ, phải nói là cái chất lượng cốt rất là đanh luôn. Và chuyện ngày xưa của nó là chuyện chấm như này nha các bác. Chuyện này là chuyện một chấm này. Đấy, rất là đẹp, những cái màu mực của nó vẫn còn nguyên giá trị nhá, chứ nó không hề bị nhạt nhòa. Đấy, kích thước của nó là size 24.5 nha các bác. Chiếc đĩa này em xin giao lưu các bác nhà mình giá là 390.000, mã là 59M, mã 59M nhá. Các bác chốt hoặc gọi điện cho em theo số Zalo 0346 77 189 ạ. M của ngày hôm nay em xin lên giao lưu với các bác nhà mình một cặp bình Shippo nha các bác. Đây, bỏ xuống dưới chữ cái này nó hơi bị cao. Thôi để em quay lên. Một cặp bình Shippo nha các bác. Thì cặp bình này của em nó là cặp bình phu thê, hay các bác mình có thể gọi là bình mẹ con cũng được. Thì dòng Shippo các bác biết rồi, khá là nặng nha. Thì chiếc bình này của em này nó có một cái chấm nhỏ góc này này do vận chuyển nha các bác. Đấy, dòng Shippo họa tiết hoa, vẽ hoa xung quanh như này. Đấy, nó có một chấm nhỏ. Và chiếc bình nhỏ này đây, có một cái chấm lỗi do vận chuyển nữa các bác. Cặp này như các bác trưng vẫn ok luôn. Đấy, chiếc bình này em xin đo kích thước cho các bác xem. Kích thước của bình là miệng là 7 và cao là 23. Còn chiếc lớn kích thước của nó là miệng là 7.5 và cao của bình là 28cm nha các bác. Thì cặp này bình thường nếu mà giá cả cặp nếu mà có không bị một xíu lỗi ấy, thì cặp của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2.5 đến 2.8 triệu. Còn bây giờ lỗi thì em sell cho các bác giá là 1.850.000, mã là 60M. Các bác chốt hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại Zalo 0346 77 189, 1.850.000, 0346 77 189 nhá. Vậy là hôm nay em đã giao lưu các bác 60 sản phẩm mà shop em mới về. Thì em xin cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ. Các bác chốt đơn hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại Zalo 0346 77 189 nhé. Và em xin cảm ơn các bác đã có những cái góp ý rất bổ ích cho em. Chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong công việc nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tạm biệt cả nhà.